mà có thể nó là sự thật. Trong chúng ta ở đây có nhiều người có cái kinh nghiệm. Ngày xưa ở Việt Nam chúng ta, mẹ chúng ta vá áo. Rồi có nhiều bà mẹ ở đây đã vá áo cho con, đâu có vứt áo đi. Bởi vì chúng ta không quá nghèo khổ, nhưng mà chúng ta không quá giàu để mà chúng ta cứ vứt những cái áo để mua áo mới. Thì tôi nghĩ gia đình Thánh Gia không có quá nghèo đến cái độ mà cùng cực, nhưng mà chắc không có giàu có để có thể gọi là xài một cách xa xỉ. Thì có thể là mẹ Maria cũng vá áo như tất cả những bà mẹ Việt Nam. Cho nên thực sự không phải là thi vị hóa, mà là nhìn vào một cái sự thật như vậy. Tôi đều thấy ngày xưa lúc còn nhỏ mẹ tôi vá áo cho tôi. Mỗi mũi chỉ như vậy là tình thương nằm ở trong đó. Thì tôi nghĩ mẹ Maria khi vá áo cho Thánh Giuse cũng vậy. Cho nên Thánh Giuse, tôi hơi thi vị một tí chỗ này thôi, là Thánh Giuse hỏi Đức Mẹ, áo rách kiểu vậy mà sao bà không lẹ vậy? Thì mẹ bỏ ra, bởi vì mỗi mũi chỉ là một mối tình yêu, cho nên đâu có thấy ra lâu đâu. Còn Thánh Giuse thì bây giờ thì cảm ơn người bạn đời của mình thì lấy mồ hôi vất vả để cảm ơn Đức Mẹ. Tôi thấy một tình yêu đơn sơ và rất đẹp. Cái bức tranh mà anh chị em thấy ở đây á, cái lịch sử của nó cũng là thú vị lắm. Khi tôi cho in tập thơ, tình thơ tập giả, ở trong đó có mấy chục bài, thì tôi đưa cho chị Nguyễn Thị Học là một họa sĩ Phật giáo. Tôi bảo tùy chị muốn chọn bài nào theo cảm hứng của chị thì chị vẽ, chứ tôi không có muốn là bài này bài kia, thì chị chọn cái bài này. Và đó là bức tranh của họa sĩ Nguyễn Thị Học, một họa sĩ Phật tử. Mẹ Maria đã vá tấm áo đầu tiên ở tiệc cưới Cana. Thì nếu không có mẹ vá thì câu chuyện ở tiệc cưới rất là buồn. Cho nên tôi nghĩ trong đời sống của chúng ta cần một người vá áo. Áo linh hồn, áo thiêng liêng của chúng ta rách quá nhiều. Vì thế tôi kết thúc lời thờ này: xin mẹ vá áo đời của con. Và tôi ước mơ trong đời sống còn lại, những ngày linh mục của tôi sẽ nói nhiều về Đức Mẹ, về một người muốn vá áo cho con. Và tất cả chúng ta là con của Đức Mẹ, thì làm sao Đức Mẹ không vá áo cho đời của chúng ta. Tôi đề nghị với anh chị em chúng ta dừng lại một giây phút này, chúng ta hướng về với Đức Mẹ. Chị Đức Mẹ và áo cuộc đời của chúng ta, và đặc biệt chuẩn bị cho chúng ta có một tấm áo đẹp để chúng ta mừng lễ Giáng sinh sắp tới. Kính mừng vì Chúa Trời ở cùng mẹ, và có phúc là hơn mọi người nữ, và Giê-xu con lòng là cùng phúc là Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử.